Lianua được thành lập vào năm 1998 tại Chiết Giang, Trung Quốc, với mục tiêu cung cấp máy gia công kim loại chất lượng cao cho khách hàng trên toàn thế giới. Máy cơ vòng cắt ống bán tự động cắt tối đa kích thước bó 500 x 600mm. Eto kẹp trên và ngang ổn định vật liệu cắt. Nghiêng khung cưa giúp giảm lực cản cắt và nâng cao tuổi thọ lưỡi cưa. Máy cơ vòng cắt bó mạnh mẽ nâng cao hiệu quả công việc. Ngày nay, Lianua là một cái tên nổi tiếng trong ngành công nghiệp máy cưa. Khi hướng tới tương lai, chúng tôi vẫn cam kết với các giá trị cốt lõi về chất lượng và sự hài lòng của khách hàng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.